Xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả quý khách. Thì bữa nay mình giới thiệu với anh em một cái con laptop Dynabook của cái dòng laptop là Toshiba. Cái dòng này thì laptop này thì Toshiba với Panasonic thì nó rất là bền. Thì con này là cái con giá rẻ, mình bán cho các cháu học sinh, anh em mình có làm việc thì cũng ok. Thì con này là cái con i3 thế hệ 4 ha. Nó có cái model là Toshiba Dynabook R734. Model nó đây anh em, cái tra thông tin thì ở trên Google. Cái con này nó thì nó dày. Nó hơi dày chút xíu so với cái những cái dòng Dynabook khác. Thì nhìn vô các cổng thì nó vẫn còn mới nè, nó sáng, các cổng USB, HDMI còn sáng trưng nè. Máy là từ Nhật về, Nhật zin. Đó, còn mới. Thì đây, nó có máy này bên ngoài, bên đây nó có một cái ổ CD luôn nè. Đọc DVD còn đọc luôn. Mình có test thử cái ổ này rồi. Bên đây thì nó có cái ngõ phone, mic, cổng LAN rồi này kia. Đây cái thẻ SD. Đó, cái máy này nó ngoại quan nó cũng vậy. Thì về ngoại quan ngoại hình thì bên ngoài rất là đẹp nè. Ok. Đó. Mình mở máy lên cho anh em mình xem. Cái máy này thì nó còn luôn, nãy mình có thử máy. Nó bị hơi nứt nhẹ cái vỏ nè. Đó, để cho anh em mình xem luôn ha. Thường thường người bán người ta không có nói, là nhiều khi có những anh em là mình không có nói ai, nhưng lấy con tem người ta dán vô. Cái mình nào mình nghĩ là máy nó đẹp, có cái con tem, cái tem cái hình gì đó mình dán vô chỗ này, mình không có cần phải làm gì. Mình quay luôn cho anh em xem luôn, không có vấn đề gì, mình thấy ngại hết trơn. Có sao mình nói máy nó như vậy thôi. Thì bàn phím là đẹp nè, bàn phím là còn là đẹp. Cái đèn của mình nó già xuống ha, chứ thực tế là nó không phải như vậy. Nên nó bàn phím này là nó zin như thế này đó. Nói chung là hàng đã qua sử dụng đã như thế này là ok. Chuột nè, đó, đẹp ha. Để mình mở lên cho anh em mình coi. Quên, cảm ứng mình quên. Thì con này cấu hình của nó nè, con này là cái con i3 thế hệ 4 ha, RAM 4GB, RAM là 2 thanh, mình có thể là nâng RAM được, mình nâng SSD được luôn. Con này màn hình 13 inch 3, pin của nó là mình bao anh em là dùng khoảng 2 tiếng quay đầu. Không phải gì, laptop này giá rẻ để cho anh em mình để cho các cháu học tập từ làm việc, và không học tập là mình trải nghiệm á, rồi anh em có làm việc thì văn phòng nhẹ, soạn giáo án đồ này kia vẫn bình thường, vẫn ok. Đó, ổ DVD là còn tốt luôn. Đó, mình coi nè. Đó. Rồi để mở cho anh em mình xem cái ổ cứng. Rồi ổ cứng này là chạy SSD 120GB rồi. Rồi. SSDI AG. Để mình vô coi cái cấu hình của cái màn hình của nó. Thì cái con này là cái con xài cái chuẩn là này, là cái con graphics HD 4600 ha. Rồi. Này là 1366768, thì là chuẩn HD cộng ha. Nói chung là hình là con Toshiba này là nó ở cái tầm giá này thì nó như vậy thôi. Đó, nó không có thể hơn được. Đó, vì cái giá nó là giá rẻ mà. Đó, anh em mình coi và nghiên cứu cái dòng máy thì lo lớn nha. Lo này thì lớn, mình bao anh em là lo là cái dòng này, hai cái lo này lớn. Nó lớn hơn những cái dòng Toshiba Dynabook R73 sau này nữa, nó lớn hơn nữa. Đó. Rồi, sạc đồ này kia là ngon lành. Đó, anh em mình coi rồi nếu mà thấy ok á thì liên hệ mình cái số điện thoại ở trên màn hình. Rồi mình kết bạn Zalo. Rồi mình hãy mình gửi cho anh em nhiều cái thông tin hơn nữa để ok thì mình mua. Đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em.